Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7, cả nước lại hướng về các thương bệnh binh, liệt sĩ để thành kính tri ân công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức một cách trang trọng, thiết thực, qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Từ đầu giờ sáng, nhiều thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã có mặt tại nhà văn hóa thị trấn Lập Thạch để được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Tại buổi khám bệnh, các đối tượng chính sách, người có công đã được các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 109 khám tổng quát, tư vấn cách phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp một số loại thuốc miễn phí. Qua khám sàng lọc, những trường hợp có nguy cơ mắc bệnh được hướng dẫn đến các cơ sở y tế chuyên khoa để kịp thời điều trị. Chúng tôi thấy rất là phấn khởi, được cái sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước nói chung, cũng như là cầu các cái Đảng ủy thị trấn, cũng như là Ủy ban thị trấn đã có quan tâm để mà tổ chức khám, chữa và tặng quà cho các cái đối tượng. Thì chúng tôi thấy là đây là những vấn đề mà được Đảng quan tâm và Nhà nước quan tâm, tri ân đến các cái đối tượng chính sách như chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy đây là một sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước cũng như là tất cả các cấp chính quyền đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và động viên gia đình chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như mọi quy định của địa phương và con cháu học tập tốt để xứng đáng là người ông, người cha của gia đình. Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, nhiều phần quà cũng được Bệnh viện Quân y 109 gửi tới các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Qua đó nhằm tri ân, chia sẻ khó khăn đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Chúng tôi làm nghề y thì luôn luôn là có cái trách nhiệm cũng như là cái vinh dự để khám chữa bệnh cho đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, và cũng mong là bệnh viện cũng như các địa phương ở thị trấn Lập Thạch cũng các địa phương khác là luôn luôn phối hợp với nhau để có những cái chương trình như thế này thường xuyên hơn và cũng như là chất lượng hơn nữa. Cũng trong dịp này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như chỉnh trang, làm vệ sinh các bia, đài tưởng niệm, các công trình ghi công, phần mộ, đền thờ liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh, thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng. Những việc làm tuy không quá lớn lao nhưng thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đối với công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.